Trung tâm điện tử Anh Phương xin hân hạnh kính chào các bác. Buổi tối ngày hôm nay Anh Phương đang nhận được một đơn hàng ở chỗ một bác khách hàng thân quen của Anh Phương đã từng đặt hàng rất nhiều ở trung tâm điện tử Anh Phương rồi. Điều đó khẳng định rằng là chúng ta đã rất là thân thiện, cũng như là Anh Phương cũng đã bước đầu là làm hài lòng được các bác khách hàng bằng những sản phẩm âm thanh cao cấp và những hàng chất lượng cao. Thì sau khi anh Phương lên clip để so sánh việc sử dụng một chiếc máy gọi là, đây là các bác nhỉ, máy giải mã của DAC X7 với việc chúng ta không sử dụng DAC, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một sự khác biệt cũng không hề nhỏ. Khi chúng ta bỏ ra một số tiền hơn 3 triệu đồng để mua được một cái máy giải mã DAC X7 trên thị trường, thì chính ra là chúng ta thấy rằng đa số các bác khách hàng chơi hàng audio, những bác mà nghe high-end thì sẽ chú ý đến việc sử dụng đầu giải mã, còn những bác khách hàng mà karaoke thông thường thì ít khi chúng ta để ý nhiều đến phần nhạc, còn đâu chủ yếu các bác để ý về đường mic. Vậy thì để nghe nhạc một cách chuyên sâu cũng như là hát karaoke mà quyện được với lời nhạc một cách êm đềm và sắc nét, thì ngày hôm nay chúng ta đang được cùng anh Phương test cũng như chuẩn bị gửi cho một bác khách hàng. Đó hình như là chỗ bác Mạnh thì phải, bởi vì là khách của em khá nhiều cho nên là cũng nhớ một phần nào đó tên của các bác. Hình như em nhớ không nhầm thì bác Mạnh thì phải. Vâng, đây là bác Mạnh. Bác Mạnh đặt tại trung tâm điện tử Anh Phương một chiếc nâng tiếng CB600 kết hợp với một chiếc máy đầu giải mã DAC X7. Xin cảm ơn bác Mạnh rất nhiều. Và đây là sản phẩm mà anh Phương sẽ chuẩn bị để test cho bác đây ạ. Địa chỉ của bác là 111 thành phố Bảo Lộc, tỉnh Hà Giang. Bảo Lộc, Hà Giang thì phải. Bác là chuyên về gối lệm. Những anh em nào ở thành phố Hà Giang thì có thể là liên lạc với Bảo Lộc, thì không biết là Bảo Lộc Lâm Đồng hay Bảo Lộc Hà Giang. Bởi vì em nhìn ở đây nó hơi mờ mờ. Bảo Lộc hình như Lâm Đồng các bạn. Đấy. Đây là sản phẩm của bác đây ạ. Bây giờ anh Phương hướng dẫn qua về cách chúng ta sử dụng đối với một chiếc máy giải mã. Đây là máy giải mã thì bao giờ nó cũng đứng ở đầu của bộ cấu hình âm thanh, cho nên tín hiệu đầu vào của nó có hai đường, hai dạng tín hiệu đầu vào. Ví dụ như các bác TV của bác có cổng quang thì các bác kết nối qua cổng quang này. Đấy, qua cổng quang. Hiện tại anh Phương đang cắm cổng quang đây các bác này. Cổng quang của nó, dây quang của nó đây, cắm trực tiếp. Nó sẽ giải mã tín hiệu cổng quang để cho ra cái tín hiệu nhạc tốt nhất. Ngoài ra các bác có thể sử dụng đầu jack 3.5 để chúng ta đưa tín hiệu vào qua cái cổng AUX này. Đấy. Nếu như TV hoặc là đồ điện tử nhà bác có cổng đồng trục thì chúng ta có thể kết nối qua cổng đồng trục. Như vậy là nó có 3 dạng tín hiệu đầu vào. Đấy. 3.5 hoặc cổng quang hoặc đường đồng trục. Thì trong trường hợp này anh Phương đang sử dụng đường đồng trục. Khi các bác khởi động máy lên, đấy, chúng ta sẽ nhấn cái nút này 2 giây, power trong vòng 2 giây. Vậy thì khi đó nó đang chạy ở chế độ optical. Bình thường thì nếu như chúng ta mặc định ban đầu là nó là cổng AUX, tức là cổng này, cổng tín hiệu đầu vào tức là cổng này. Vậy thì như thế này nó sẽ không có tiếng. Cho nên các bác nhấn vào cái nút power này trong một nháy, nó sẽ sang cổng USB. Nhấn nút thứ hai nó sang cổng quang optical. Vậy thì lúc đó nó sẽ đưa tín hiệu đầu vào qua cổng quang. Đấy. Thế còn tín hiệu đầu ra, nó sẽ có 3 cái vị trí tín hiệu đầu ra. Một là đầu ra rắc hoa sen. Đây. Cổng phải, cổng trái. Thì anh Phương đang sử dụng cổng ra bằng rắc hoa sen này. Đỏ và đỏ, trắng và trắng.
Thế còn tín hiệu đầu ra thứ hai là nó sẽ ra qua cổng phone 1 này, khi chúng ta sử dụng cổng 3.5 để đưa tín hiệu đầu ra, hoặc là cổng 6.5 để đưa tín hiệu đầu ra. Thì đây là tín hiệu đầu ra của nó đây. Đấy, như vậy nó có 3 đường tín hiệu đầu ra. Thế còn khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cắm nguồn vào nút DC 12V này. Đấy. Cho nên là các bác có thể sử dụng cái máy giải mã này khá dễ dàng và rất là tốt.